Bình Gôn vừa xóa status ân ý đã phá hoại sự nghiệp của Virus. Dân tình vào hỏi anh muốn phá cái nào. Một trong những drama căng nhất trên mạng xã hội được netizen bàn tán xôn xao gần đây là của Virus và Bình Gôn. Một bên là rapper nổi tiếng nhờ một bản hit Alo anh Bình Gôn đó phải không ạ, được nhiều TikToker làm lead cover. Còn bên lại là streamer được đông đảo giới trẻ follow. Mới đây, netizen đã phát hiện Bình Gôn đã xóa hết tất cả những dòng trạng thái, chia sẻ, hình ảnh liên quan đến drama với Virus những ngày qua. Hành động của Bình Gôn như lời bế mạc, chấm dứt chuỗi drama có khởi đầu vô cùng gay cấn nhưng càng kéo dài càng lằng nhằng, rắc rối. Dân tình chơi Bình Gôn ảo tưởng sau lời tuyên chiến hùng hồn. Tuy nhiên, động thái xóa status của Bình Gôn hóa ra không phải để kết thúc drama, mà chính là để dọn đường cho Trade Dis Virus chuẩn bị tung ra trong thời gian rất gần chăng. Bằng chứng là cách đây ít phút, Bình Gôn đã cho đăng tải một adword ngầu đét miêu tả anh chàng đang ngồi trong xe ô tô, phía trên bầu trời là những chú Virus đang bị sét đánh. Hình ảnh không cần giải thích cũng đủ biết đang đề cập đến ai. Đính kèm bức ảnh, Bình Gôn viết, xin lỗi nếu như tao vô tình hủy sự nghiệp của mày. Chưa kịp hóng xem có phải liệu nam rapper sẽ ra bài Dis Virus hay không, dân tình đã bày tỏ thái độ không mấy hài lòng trước dòng trạng thái của anh chàng. Rất nhiều bình luận quay xe về phía Virus. Không ít người cho rằng Bình Gôn đang quá ảo tưởng khi nghĩ mình đủ sức hủy hoại sự nghiệp của một ai đó. Nhiều tài khoản lên tiếng chỉ trích gay gắt thái độ này của anh chàng, đưa ra đánh giá về thực lực của anh. Bên cạnh đó, dân tình cũng chăm chỉ hóng drama và mong mỏi sau sản phẩm này của Bình Gôn có thể hội tụ các yếu tố độc, đủ, đã. Có lẽ, Bình Gôn vì quá tập trung vào drama mà quên mất việc tìm hiểu sơ qua một chút về sự nghiệp của Virus. Đâu phải ngẫu nhiên mà cư dân mạng lại ưu ái gọi Virus là Mr. Sự nghiệp. Nếu nghĩ Virus chỉ là một streamer và hay làm clip reaction thì đó là biết một mà chưa biết 10 rồi. Vì nghiêm túc mà nói, sự nghiệp của Virus cũng như tạp hóa bán sĩ vậy, phá cái này vẫn còn có 7749 cái khác lận. Đầu tiên, Virus là streamer có lượt theo dõi khủng trên các nền tảng mạng xã hội. Đầu tiên phải kể đến sự nghiệp mà Virus được nhiều người biết đến nhất, streamer. Mr. Sự nghiệp của chúng ta thuộc thế hệ F1 đình đám và là thành viên của nhóm tứ hoa streamer tại Việt Nam. Hiện tại, các nền tảng của Virus trên mạng xã hội đều có lượt theo dõi khủng và tất nhiên nó rất hái ra tiền. Trên YouTube có hơn 4,3 lượt triệu đăng ký, fanpage hơn 1,7 triệu lượt like, Instagram có 718k lượt follow, Facebook cá nhân sương sương có hơn 874k lượt người theo dõi. Vậy nên, đừng hỏi vì sao cái gì Virus nói ra cũng ít nhiều ảnh hưởng đến mạng xã hội. Người ta like thật, follow thật lại chẳng thế. Founder, CEO, nhạc sĩ, ông bầu, chủ quán cà phê, vài tiệm net nhỏ nhỏ và những bất động sản sương sương quanh Sài Gòn. Vì thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, nên đôi khi Mr. Sự nghiệp làm nhiều netizen lầm tưởng Virus suốt ngày online mà chẳng có công việc gì ổn định. Tuy nhiên bạn ơi, người ta bây giờ làm giám đốc của vài công ty, thi thoảng cũng được các nghệ sĩ trong showbiz đặt hàng viết bài, bản hit Trời Giấu Trời Mang Đi của Ami, thằng điên của Justati là Virus sáng tác đó. Ngoài ra, anh chàng cũng là bộ show cho Thùy Chi. Bên cạnh đó, Virus cũng có tham gia đầu tư bất động sản, sở hữu cà phê, tiệm net, có cổ phần ở các công ty truyền thông. Nói chung đây là anh chàng bên ngoài lắm status, bên trong lắm tiền, nói được, làm được. Trước đó, trên trang Facebook của Bình Gôn, 5 ngày liên tiếp hoàn toàn là các dòng trạng thái liên quan đến drama với Virus. Bắt đầu từ việc cà khịa trực tiếp Virus không biết gì về rap nhưng vẫn làm reaction, đại chiến của cả hai bắt đầu bùng nổ, thu hút sự chú ý của cộng đồng khán giả streamer lẫn rapper. Mọi việc ban đầu diễn ra căng như dây chảo, tưởng như cả hai chuẩn bị on mic để ra các track để diss nhau đến nơi. Thế nhưng, càng chờ đợi, drama càng nhạt, khi cả hai đối thủ của chúng ta là Virus lẫn Bình Gôn đều status chiến là chính. Virus thì có thêm clip reaction sở trường, nhưng rồi cũng chẳng đi đâu đến đâu. Cái khán giả hóng nhất là một track diss thật gắt, đến từ ai trước cũng được, nhưng dường như drama này đã thực sự khép lại. Dòng trạng thái cuối cùng của Bình Gôn liên quan đến ồn ào với Virus trước khi dọn sạch từ nhà là bài đăng bất đồng quan điểm với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung về việc diss. Liền sau đó, anh chàng đã thẳng tay xóa sạch mọi dòng trạng thái liên quan đến drama vừa qua để dọn dẹp Facebook chuẩn bị ăn Tết hay gì. Chẳng biết việc xóa status có đúng là để khép lại drama thật hay không, hay là động thái chuẩn bị cho một cơn bão khác. Hiện tại, bên cạnh những ý kiến tranh cãi và chỉ trích, dân tình cũng đang vô cùng mong ngóng, hy vọng Bình Gôn sớm ra bản rap diss để khán giả cùng được thưởng thức. Bạn nghĩ sao về động thái này của nam rapper? Trước lùm xùm với Virus, Bình Gôn được biết tới là một trong những nam rapper có tài, gây được nhiều tiếng vang lớn trong sự nghiệp nhưng cũng không ít tài tiếng. Anh xuất thân là một người thợ săn, được nhiều khán giả nhớ mặt với hàng loạt bản rap diss cực căng. Tên tuổi của Bình Gôn phủ sóng khi anh ghi dấu cùng những MV như Bốc Bắt Họ, Lái Máy Bay, Ông Bà Già Tao Lo Hết. Tuy nhiên, nam rapper từng bị VTV1 tiết còi vì hình ảnh, nội dung bị cho là có ảnh hưởng xấu tới người xem. Anh chàng đã nhận lỗi và hứa rút kinh nghiệm.
Quay ngược về quá khứ một chút, cách đây không lâu, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao khi nam rapper Bình Quân có bài đăng chỉ trích virus ngay trên trang cá nhân của mình. Theo đó, nguyên nhân được cho rằng bắt nguồn từ đoạn clip Virus Reaction Skyler của Sơn Tùng MTB với nhận định: "Tôi chưa bao giờ đánh giá cao khả năng rap của Sơn Tùng." Sau khi Bình Quân chia sẻ bài đăng, Virus đã để lại một bình luận: "Rapper bức xúc là phải on mic ngay chứ Bình, ai lại viết status thế, lên." Bình Quân cũng không hề kém cạnh khi khẳng định rằng đàn gãy tay trâu. Cuộc tranh luận tiếp tục diễn ra khi đôi bên không chịu nhường nhịn bất kỳ ai. Trước màn khẩu chiến này, dân mạng phải chia ra hai phe để đứng về phía Virus và Bình Quân. Có người cho rằng Virus không sai khi thể hiện quan điểm cá nhân của mình trong các đoạn clip reaction. Tuy nhiên cũng không trách được Bình Quân khi anh rõ ràng có nhiều kiến thức về rap hơn Virus nên mới thể hiện thái độ bức xúc đến vậy. Virus là một trong những nam streamer nổi tiếng của Việt Nam, tuy nhiên đi kèm là sự tai tiếng liên quan đến các đoạn clip reaction sản phẩm âm nhạc của ca sĩ. Việc Virus bị chỉ trích vì thường xuyên chê bai tác phẩm của nghệ sĩ không có gì lạ. Tuy nhiên đến nỗi một rapper nổi tiếng như Bình Quân nổi đoá lên như vậy, quá thật khiến những người phải đặt gạch để hóng biến.